Anna xin chào tất cả mọi người Tiếp theo video này thì mình chia sẻ Cắt mai kiểu áo đồ bộ nữ Thì kiểu này mình thực hiện trên chất liệu là vải thun sô Thì áo cổ tim thẳng Một bên là có lá bâu đăng tông Giả nha Một bên thì mình kết qua thiêu Ở giữa thì mình có đính một hàng nút ha Dạng cổ tim chéo nè Thì Sau đây mời mọi người tham khảo nha Thì trước tiên là mọi người chuẩn bị một cái rập cơ bản nha à, mình thực hiện trên giấy xếp đôi nha rồi ngang cổ thì vào là từ 9 cho đến 10 phân à, xéo cổ là 19 đến 20 thì mình tùy chỉnh nha rồi hạ cái chân ngực nè thì mình đo trên cơ thể nha thì mình sẽ kẻ ngang và cái phần ben này mình không có may ben cho nên mà mình sẽ giảm bớt bên bên phần sườn nha rồi thì mình sẽ cắt cái phần cổ tim này sát với cái đường vẽ nha khi nào mà mình đặt lên trên vải thì cái chỗ nào mình chừa thì mình à, chừa có ha còn chỗ nào mình viền thì mình sẽ cắt sát rồi phần rã này thì mình đặt lên giải nhớ là chừa một phân để mình mai vào nha phần rã ngang cái dưới chân ngực đó phần ben thì mình sẽ gọt bớt mình không may ben ha rồi mọi người sẽ kéo thẳng cái phần cổ tim thẳng này dài xuống tới cái đường rã ngang chân ngực tiếp đến thì mình sẽ vẽ cái phần lá vô đăng tông thì phần lá này là ngang ở trên đó thì à, mọi người lấy á, là từ 7 đến 8 nha nếu mà mình muốn cái lá bự thì mình cho ra bự nha ở đây mình sẽ lấy 7 nè rồi từ cái đoạn um, xéo cổ tim này là mình lấy khoảng 1 phần 3 trên ha mình ra 8 phân từ 8 phân này vô cho mình là 3 phân và và kẻ cho mình một cái tam giác đều nha tam giác đều có cạnh là 3 phân hết ha Sau đó mình vẽ cong cái phần lá hơi cong nhẹ xíu ha. Thì mọi người có vẽ thẳng cũng được nha. Mình thích vẽ thẳng thì vẽ thẳng còn mình thích cong thì mình vẽ cong. ở dưới vào chỗ rã ngang chân ngực nè mình qua là một phân rồi mình sẽ cắt rời cái phần xéo cổ tim này và mình sẽ đặt lên trên vải mình cắt nha đó thì mọi người sẽ chừa ngay cái phần mà để mai cái nẹp đang tông rồi đó đang tông ra đó thì mình chừa không bảy phân nha rồi ở dưới ráp ngang chân ngực á thì một phân rồi cái phần xéo cổ tim đó rồi mình chừa ra từ 1 đến 2 phân cũng được nha. Khi mình cắt xong cái phần à, à, thân trên rồi á thì mình mới cắt cái lá bâu này ra. cắt lá bâu này ra để mình đặt lên một miếng giải nha. Đó, thì cái phần lá bâu bằng chia ra làm 3 phần, mình lấy một phần trên mình để mình vẽ cái tam giác đó làm thành một cái lá bâu đăng tông nha. mình cắt xong cái phần thân trên mới cắt cái phần lá bầu này ra nha mình lấy mình làm một cái rạp lá bầu đó thì lá bầu cũng tương tự như trên cái cổ áo cổ áo thì mình cũng chừa ha thì cái chỗ chừa này chút xíu nữa mình mai vào Chưa là 0,7 phân khi ráp rồi thì nó sẽ là như vậy ha rồi bây mình sẽ ráp sơ qua phần áo này nha phần ben thì mọi người cứ mai bình thường rồi tiếp đến thì mình sẽ mai cái phần lá bâu nè thì lá bâu á thì khi đặt ra nó nằm bên bề mặt ha rồi mình bạn sẽ lật ngược vào bên trong bề trái mình mai sau để cho mình lật ngược trở qua bên bề mặt thì nó là bề mặt của giải nha rồi sau khi mình mai cái phần lá bâu đó vô rồi đó và bằng sẽ chiếu cho mình một ly bên cái phần thân áo nha sau đó lật cái lá bâu ra bên bề phải nè Mình sẽ dùng kim ghim mình lược cho nó nằm im ha Tiếp theo thì mình sẽ diễu Xác mé cổ là 0,5 0,5 phân nha rồi tiếp đến thì mình sẽ chạy dần cái đường lá bâu ha thì mình kết hợp với ren nha mình sẽ đặt ren lên mai để giấu luôn cái đường cắt rồi mình sẽ đặt theo cái đường cắt của cái lá bầu đăng tông nha Mình đã làm xong cái một bên của cái phần lá bâu rồi Rồi còn bên kia thì mình sẽ ráp vai lại nha Ráp lại vai lại để mình viền cho nó liền cái cổ sau với cái phần cổ tim bên kia mọi người cứ viền như bình thường nha mình cắt dây viền là 3,5 phân thì khi viền thì mình hay căng nhẹ cái dây viền thường thì vải thun à, à, xô này thì mình cắt à, viền rồi mình bẻ vô mình chắc sổ một bên rồi mình viền nha thì à, giải nó à, hơi dày hơn so với giải ATI nên mình không có cuốn vô cuốn vô nhiều thì nó hơi cộm rồi tiếp theo thì mình ráp cái phần vai còn lại nha mình sẽ tẻ cái đầu vai ra mình chốt cho nó nằm im nè rồi sau đó thì mình sẽ đặt cái miếng mà có cái lá bầu đăng tông đó Mình sẽ lấy dấu nha Cho nó trùng khớp để mình vào cho nó cân xứng cái cổ nha Mình sẽ đặt lên ngay cái mí dấu phấn mà hai cái đường giao nhau, hai cái cổ tim nó giao nhau đó mình sẽ nói lại rồi tiếp theo thì mình sẽ mai một cái hoa thiêu ha cho cái phần à, bên à, thân bên đây rồi bạn sẽ mai vòng vòng cái à, cái hoa này nha Mình cứ mai giáp đều hết là được rồi Rồi như vậy là cái phần um, Chia sẻ cái kiểu um, Một bên bao đăng tông Một bên kết qua theo Vậy là mình đã chia sẻ xong rồi ha và mọi người cứ ráp Phần còn lại thì cũng bình thường thôi Mình rã đường ngang chân ngực Thì bây giờ mình sẽ mai lại ha còn phần ráp sườn tra tay với mai lai đó là cơ bản rồi ha rồi thì đây là sau khi mà mình ủi và kết nút ha thì thành phẩm của mình đã hoàn thành xong nè thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chúc mọi người thành công nha hẹn gặp lại mọi người trong những video sau rồi mọi người có đặt hàng liên hệ đặt hàng mai online thì liên hệ qua số điện thoại à, 0817636479 nha À, cảm ơn mọi người đã theo dõi hẹn gặp lại mọi người trong những video sau xin chào tạm biệt nha